Chào các bạn nha. Chào các bạn đến kênh Anh Ba Miền Quê mình nha các bạn. Hôm nay mình xuống vườn lâu mình quay clip cho các bạn coi các bạn ơi. Cái lâu của mình các bạn. Nay bò cũng được nửa cây các bạn. Cỏ cỏ này mốt nắng nắng thì xịt các bạn ơi. Các bạn thấy yêu thích thì cho mình một cái đăng ký kênh các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn ơi. Xuống đây mình cực mình thấy vui vui các bạn ơi, không biết mình yêu thích cây trái hay sao các bạn, mình thấy mình khoái đó các bạn ơi. Cây mà nó đâm chồi là mình thấy mình khoái các bạn, không biết các bạn sao chứ mình trồng được cái cây mà có cái trái cái quả ăn mình hái ăn nó ngọt cái mình thấy mình phái các bạn. Quá ăn rau. Rau dịu nó lên quá trời các bạn. Rau này xưa là hái cho heo ăn các bạn. Hái nấu cháo cho heo ăn các bạn, nấu cắm heo. Hồi xưa heo nó không có ăn thức các bạn, nó ăn cám, nó ăn cám mình xay lúa mình nấu cháo với nấu này cho nó ăn, cắt về mình nấu cho nó ăn độn rồi. Hồi đó mình nuôi heo một năm, cha mẹ mình nuôi một năm mới được con tạ, giờ 3 tháng ra con tạ rồi các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn xem video mình nha. Các bạn ơi nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi xin chào, bye bye. See you again. Hẹn gặp lại các bạn video sau các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn. Rồi xin chào.